Donna E. Rogan. Alamaz. Lauren. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Yuri. Alamaz. Alamaz. Zocon Rogan. Alamaz. Lauren. Alamaz. Alamaz. Rogan. Yuri. Alamaz. Alamaz. Rogan. Yuri. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Donna E. Alamaz. 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 Yuri. Donna E. Alamaz. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Yuri. Alamaz. Lauren. Alamaz. Alamaz. Lauren. Alamaz. Zocon. Zocon. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Alamaz. Oklahoma. Yuri. Vâng, chim sẻ đánh theo bài Việt Nam. Gỗ đầu không phải là quá gần. Nông dân đi đâu gặp sư tử đến đó các bạn này. Nông dân của chim sẻ né cực tốt. Anh vừa né qua được 3 sư tử trên con đường đi dò đồ ăn của mình. Tỷ số ở kèo hỗn mã đang là 2-0 nghiêng về chim sẻ. Sức mạnh của chim sẻ đang được thể hiện ở kèo đấu sở trường này. Nông dân đi dò vừa gặp một con voi, nhưng nó ở khá xa. Thêm một bãi quả phụ cho chim sẻ và cạnh đó có hai con voi. Rất nhiều những cái rừng đẹp cho chim sẻ đi nắng. Vâng, con voi từ rất xa được chim sẻ cố gắng đưa về với nhà chính nhà mình. Rất ngon nghè. Phải nói rằng ở rất xa, chim sẻ có cắt thêm một dân ra để có thể đưa nốt con voi thứ hai về chính nhà mình không. Một nông dân khác đang đi dò sát mép tìm ra bầy hiêu đầu của chim sẻ. Đây là chiếc ghen đầu của chim sẻ nắng ở nông dân thứ 13. Vẫn còn một voi ở cạnh đó. Như vậy bài này ít nhất là có 3 voi về nhà chính. Và chim sẻ đang cố gắng lùa bầy hiêu 4 này cũng về nhà chính như mình luôn. Như vậy thì chim sẻ sẽ rất khỏe và lên đời cũng sẽ sớm. Rất cố gắng. Và lúc này chim sẻ đang cố gắng đưa được 4 con hiêu này. Con voi thứ hai vẫn chưa ở đâu, mà con voi thứ ba cũng vậy. Chim sẻ chưa vội vàng để câu voi. Trong khi đó thì bãi quả phụ của chim sẻ cũng là một bãi quả khá xấu. Nóng gờ phải ở dưới dốc. Vâng, con voi thứ hai đang được đưa về. Đây là một con voi gần. Đã có một hiêu ở nhà chính của chim sẻ. Bây giờ sẽ là 3 con hiêu còn lại. Chuẩn bị đủ gỗ để đóng gờ thứ hai. Phải chăng chim sẻ chuẩn bị đóng thêm dĩa nữa. Các thành viên chặt gỗ ra câu thêm một con voi xa về nhà mình. Như vậy sẽ là một bài đánh. Ôi chim sẻ, anh có xây e không? Đã xây e. Thêm một chiếc e nữa cho chim sẻ. Nông dân đã đặt móng g và chuẩn bị được kéo dài để khai thác bãi quả phụ thứ hai. Một bài coi như là chuẩn của chim sẻ. 3 voi, 2 hiêu, 1 quả phụ. Oklahoma, Alamaz, Donna E, Alamaz, 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 Alamaz,
Oklahoma. Lamas. Omas. Oklahoma. Lamas. Zoganta. Omas. Glory. Lamas. Lamas. Rogan. Lamas. Rogan. Lamas. Lamas. Donna E. Murray. Lamas. Omas. Lamas. Zogon Rogan. Donna E. Rogan. Omas. Omas. Donna E. Omas. Glory. Lamas. Omas. Omas. Glory. Oklahoma. Oklahoma. Lamas. Omas. Donna E. Omas. Vâng, chim sẻ đã đóng nhà rồi. Một trận đấu kích chuẩn 9... Vâng, tầm khoảng 4x, 5x không? Vâng, 90, 50 tròn với 26 dân xem. Quá chuẩn. Máy đánh là khoảng 945. Chúng ta là người, chúng ta đang lúc đầu và chúng ta đang đóng nhà. Có lẽ lâu hơn là việc computer tính toán. 945 là chuẩn. Còn bây giờ chim rẻ đang kích ở 950 tròn với 26 dân đã xem. Chúng ta cùng chờ xem chim rẻ chọn chiến thuật gì trong trận đấu này. Bắt đầu vẽ ruộng. Và những giây phút bình yên chuẩn bị trôi qua. Nhà L tiếp theo của chim sẻ. Chúng ta cùng chờ xem trận này chim sẻ đánh chiến thuật gì. Bao nhiêu L và bao nhiêu A? Vâng, ít nhất là có 3 nhà L rồi. Rất nhiều chiến thuật. Trận đầu là 1L4A. Trận sau là 5A. Còn bây giờ là thấy có 3 nhà L. 3L2A chăng? Tham lai của chim sẻ đang là 29/36. Mấy L? 3L2A. Chúng ta cùng chờ xem khủng long là người chọn chiến thuật gì. Chim sẻ đang dùng chính bài của khủng long trận trước để đánh với khủng long. Khủng long trận trước đánh 3L1A trước, sau đó tăng A sau. Lúc anh quyết thì đã có tới khá khá nhà A và vẫn là sóc đều những nhà BL. Vâng, đây rồi, nhà của game thủ khủng long HP. Mới chỉ thấy có 3A. Chim sẻ đang chiếm được con dốc trước cửa nhà BA của game thủ khủng long. Khủng long đánh 5A. Còn chim sẻ là người đánh hôn mã 3L2A. Đảo ngược hoàn toàn so với trận đấu thứ hai, khi mà chim sẻ là người chay R, còn game thủ khủng long là người đánh 3L1A. Chúng ta cùng chờ xem liệu chim sẻ hay khủng long là người chiến thắng ở trận đấu này. Khủng long thì đã thắng AC chim sẻ rất hay rồi, nhưng khi xa đến kèo xem, chúng ta chưa thể nhìn thấy sức mạnh hôn mã của anh. Chim sẻ đang đứng toàn bộ nhà quân. Vâng, đứng toàn bộ quân ở phía bên ngoài nhà BA của game thủ khủng long. Anh đang đi cho khủng long vào một thế khó. Nhưng khủng long cũng đang rất đông. Ô
Vâng, những nhà BL và BA vẫn được sóc đều. Vừa rồi là một pha bắt quân rất hay của chim sẻ. Anh đã bắt được rất nhiều quân của khủng long rồi. Vẫn đang điên cuồng vẽ ruộng, chiếm lại con dốc. Vâng, đứng lên chờ quân đội của mình tới. Vâng, đã tới rồi. Đơn vị quân đi cứu viện. Hoàn toàn hợp lý. 3 pha về E, 4 pha về E liên tiếp các game thủ bên phía Game TV, đó chính là chim sẻ đi nắng. Ăn được khá khá số lượng dân của game thủ màu 6 khủng long HP. Sao chim sẻ là 64. 60/84. Bốc toàn bộ nhà VA của game thủ HP khủng long. Rõ ràng lợi thế trận đấu này vẫn đang thuộc về chim sẻ đi nắng. Những đơn vị quân đang được thủ ở nhà, chim sẻ có kéo lên không? Kéo lên ốp vào nhà của game thủ khủng long bằng cả hai mặt. Đây rồi, đã gặp nhau. Hỗn mã những con sọc đơn đi trước, vẩy E. Vâng, bây giờ chim sẻ đang vẩy E rất hay. Vâng, những nhà BE đã được phá đi. Tham lai chim sẻ là 68/96. Anh đang công vào nhà HP khủng long. Nâng cấp chặt gỗ 2. Nâng giáp cho ngựa tên chưa? Không cần phải nâng. Cái này có nâng công 4 thì nâng. Vâng, lại ốp tiếp vào nhà của khủng long. Khủng long vẫn chưa ra quân được khỏi nhà. Và dường như anh sẽ chết mà chưa nhìn thấy nhà chim sẻ đâu. Liên tiếp vẩy E phía sau lưng. Sau đó ốp toàn bộ hôn mã và cung R vào. Khủng long đã bị bắt rất nhiều quân bên phía nhà của mình. Ngay tại nhà của mình nhưng khủng long cũng không giữ vững được. Rất khó khăn. Liên tiếp tràn những con cung R và sọc đơn. Bây giờ cần ốp trại không? Cố gắng leo lên dốc. Khủng long không đạt được những mong muốn của mình. Chim sẻ lên nhà BA thứ 3. Bây giờ thì đừng phá hết nhà quân của khủng long. Có lẽ cũng là một cách để chiến thắng. Vâng, có tiếp tục lao vào không? Lao vào rồi. Lúc này thì khủng long đang dần dần phản công. Anh đang công lên nhà của chim sẻ bằng một đạo cung R khá khá. Trong khi đó thì quân của chim sẻ ở nhà của khủng long lại đang bị bắt dần đều. Không biết là khủng long công hay khủng long kéo về để thủ. Vẩy E. Có hôn mã thì việc vẩy E là hơi khó. Vâng, tham càng đánh thì khủng long đang càng, xin lỗi các bạn, càng bị đè. Khủng long dường như không phải là một game thủ đánh sang tốt ở thời điểm hiện tại của AOE Việt Nam. Lối đánh của khủng long thường là đi móc máy, tập trung vào điều quân. Khá khác với chim sẻ, tập trung vào sóc dân. Anh vừa đóng một cái nhà chính ở đào vàng. Đào vàng chẳng qua lên bản đồ và lên công 4 cho sóc đơn thôi. Không phải là có ý đồ nhảy 4. Vâng, nhà của khủng long đã bị ốp toàn bộ từ bấy đến giờ. Có lẽ là góc làm ăn của game thủ khủng long HP là hơi ít. Vâng, tham lai của chim sẻ đang là 84/124. Anh đang đóng những nhà chính mới để có thể khai thác. Còn khủng long thì có lẽ đã lên chặt gỗ 2. Sau đó anh đang tăng A để bù lại với những số lượng nhà BA bị mất khi chim sẻ đi nắng công vào. Có cần phải kéo tiếp quân không? Như vậy là khủng long HP vẫn đang thủ nhà khá chắc chắn. Nhưng anh bị lò một sọc đơn vào ruộng rồi. Vâng, những pha vẩy rất nhanh. Hai mươi tám phút trong game,
Và chim sẻ đang on time là 85/124. Anh đào vàng xong sẽ nâng gì? Có lẽ nâng đầu máu là chuẩn nhất. Cung R và dọc đơn đều khỏe. Lượng gỗ và thực của chim sẻ đang là rất nhiều. Tham lai tăng rất nhanh. Phải cho anh cần phải tăng Nga nhiều hơn. Tham lai đang đè khoảng 55 và 45. Chim sẻ là người chiếm lợi thế. Vẫn điên cuồng vẽ ruộng. Dường như chim sẻ không có ý đồ nhảy 4. Mà anh chỉ cần lên được cái đập. Xin lỗi các bạn là lên được cái đầu máu thôi. Thì cả sọc đơn và cung R sẽ là 80 máu. Đặc biệt đấy là cung R 80 máu. Còn sọc đơn thì sẽ lên 114 máu. Ban đầu sọc đơn có 100 máu. Trừ Egypt. Đây là thể loại xem. Vâng, các bạn có thể thấy sức mạnh khi đánh hôn mã. Nhưng vấn đề là các bạn phải biết điều những con sọc đơn đi trước, còn cung R giả bước theo sau. Nếu ngược lại thì kiểu gì bạn cũng sẽ thua. Vâng, một lỗ hổng chết người lao vào nhà của chim sẻ. Nhưng có lẽ là cũng không mất tay quá nhiều, khi mà đây chỉ là 4 con cung R mà thôi. Vâng, chỉ một con cung R của khủng long thôi. Chim sẻ cũng vẩy e để bắt. Timeline là 106/144. Khủng long đang bị bất thế. Vâng, bị yếu thế hơn rất nhiều so với game thủ chim sẻ đi nắng. Chim sẻ đang kéo một tướng quân cực to để nhảy sang nhà BA của game thủ khủng long. Vâng, trong nhà của chim sẻ vẫn còn một con cung R khá ương bướng, còn ít máu thôi. Bây giờ chim sẻ sẽ ôm một tên cộng lực. Vâng, tổng lực vào nhà của khủng long HP. Khủng long đang chạy sâu vào trong nhà để chống lại được sự cản lướt của hôn mã. Vâng, nếu như chim sẻ đào thêm một bãi vàng nữa, hoàn toàn chim sẻ có thể nhảy 4 trong thời gian sắp tới đây. Loạn tiễn phân tây đang được xảy ra tại nhà của game thủ khủng long HP. Thủ nhà là sẽ thắng. Khủng long mang rất nhiều những con cung R quay trở lại để cứu nhà BA của mình. Những này thì không hiểu là anh có cứu được không khi mà chim sẻ đi nắng. Vâng, tham 130. Vâng, tỷ số là 3-0 cho chim sẻ. Giằng co tới phút thứ 34 của trận đấu. Chim sẻ càng đánh càng đè. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 4 ngay sau đây ở thể loại solo sang hôn mã.